Dạ em xin kính chào mấy cô chú anh chị thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Có Đôi Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của bạn Lê Phong, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai siêu bông Sài Gòn với lại nhiên ngọc toàn phơm lớn tàn nha cô chú ha. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ bạn Phong, ủng hộ kênh Cuộc Sống Có Đôi Hậu Giang ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. À, xin chào bạn Phong ơi. Rồi chào anh chị nha, hôm nay em giao lưu 5 cây mai anh chị. Nhiên ngọc toàn siêu bông Sài Gòn anh chị, mã số 1 anh chị ơi. Số 1 là cây nhiên ngọc toàn anh chị. À, cây phơm lớn ghép với cây dáng lông lắc lượng, cây này ghép được một bùa lỡ anh chị. Cái cò nó lắc rất là gắt luôn cô chú anh chị nha, cây này sắc lớn luôn á cô chú. Một cái củ đấy chà bá nữa luôn á nha. Hàng này em Tết em chơi bông á, em thả tàn anh chị. Này về lấy bon bóng tàn gì cũng được ha. Mã số 1. Cơ rất là gắt anh chị, lắc lượng nha. Từ này có nát hẹo chút xíu anh chị. Quay cụ thể anh chị coi lên anh chị thử nhận hàng kia. Hẹo bằng một ngón tay với em thôi mà cái này em sẽ xức keo liền lại, không yên tâm chị. Trái già rồi. Còn vị trí là 37. Đây rồi. Củ đặt 55. Cao 1m3 nha anh chị. Nó nghe 1m2 nha. Cái gì ngọc toàn mã số 1 anh chị. Rồi cây này giao luôn anh chị là 4.900.000. Bao ship anh chị. Cái này giờ mình lấy bao con tàn lại nữa là tết là tàn kính tàn luôn nha cô chú. Anh chị nào ngoài miền xa thì em bao, em bỏ chậu đóng khung gỗ anh chị. Ở gần thì từ Đồng Nai về em bao xe em giao tới chỗ anh chị nha. Đây rồi. Rồi xuống cây anh chị. Mã số 2 nha cô chú anh chị. Nhiều toàn cái dáng lông anh chị. Này chơi mã số 1 là cặp nha. Chứ. 33 quặng. Cao 1,5 m nha anh chị. Cây ngát ngang 1,3 m nha. Mã số 2 nha anh chị. Nhiều ngọc toàn luôn, cây này ghép một mùa lỡ ha. Rồi cây này 4.300.000 nha anh chị. À, tàn ấm tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Chọc bao ship nha anh chị. Cởi điếu thuốc nè ha. Cái đường thân lắc rất là gắt luôn nha mấy cô chú. Rồi xin xuống cây anh chị. Mã số 3 nha cô chú anh chị. Sài Gòn Sài Gòn hả anh chị ơi. Dạ cây này thân lắc nha cô chú nha. Dán lông anh chị. Cái này giờ mình lấy bo được nhiều lắm á cô chú. Cái này em chưa dần dây cây đẹp lắm anh chị. Rồi hộp số anh chị. Vành 35. Dạ, cái này cũng cái củ chà bá nữa luôn nha cô chú anh chị nha. Cao 1m3 nha chị ơi. Ngang của con méo em nói là 1m2. Rồi siêu bông Sài Gòn mã số 3 anh chị ơi. 4.800.000. Dạ 4.800. Số 3 ha anh chị. Cây này củ đế cũng lực lắm nha cô chú anh chị, thân lắm. Sài Gòn. Có cái giới thiệu ở đây cũng đang kéo nhựa nha cô chú ha. Chị nào mua 5 cây này em hiện chế bớt giao xe tới chỗ anh chị. Mã số 4. Số 4 là gì ngọc toàn anh chị. Dạ. Cây này gấp 2 mùa nha. Cây này tàn ấm tàn hết trơn rồi cô chú anh chị nha. Dán trực tàn thông luôn á mấy cô chú. Cái này dán thanh lại, dán trực tàn thông mà cái thân nó co lắc gì. Cái này có hẹo nên nè, em sức keo sẽ liền lại bằng ngón tay em nè anh chị. Dạ. Nó đánh cái co lắc như thành chữ O luôn rồi cô chú anh chị nha. Rồi, không số chị ơi. Hoành 27 nha. Dạ. Cái củ này khoảng 50 nha anh chị. Cao 1m7. Nghe 1m5 nha anh chị. 1m4, 1m5 nha. Rồi, mã số 4 nha anh chị, nhiên ngọc toàn nha. Ghép 2 mùa. Rồi 4.700.000 anh chị. Em bao ship đóng khung gỗ bỏ chậu nha. Cái này lấy được siêu bo luôn các chú anh chị. Mấy cái mặt cắt có cái nó kéo nhũn liền luôn ha. Rồi, xuống cây anh chị. Đây rồi. Mã số 5. Số 5. Và cái siêu bo Sài Gòn cuối clip nha anh chị. Cái này phơm lùng. Cái này chơi cái mã số 3 bằng cặp nha. Ờ, cái này cũng dán lông mà để hú nữa anh chị. Vành là 32, vị trí này anh chị. Cao 1m26. Nghe 1m3 anh chị, mã số 5 nha. Cú clip của em anh chị.
Rồi cái này giao lưu anh chị là 4,7 triệu nha anh chị. Dạ. Rồi em chân thành cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị clip sau nha. Dạ rồi em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn ha quý cô chú anh chị.